Thưa quý vị và các bạn, trước việc tiêm vaccine mũi 3 ngừa COVID-19 đã có nhiều câu hỏi đặt ra xoay quanh vấn đề này. Một trong số đó là việc tiêm nhắc lại mũi 3 vaccine COVID-19 thì sẽ có miễn dịch trong bao lâu. Những đối tượng ưu tiên tiêm mũi 3 và tiêm mũi 3 thì sử dụng loại vaccine nào cho các đối tượng cụ thể ra sao? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục ngày hôm nay. Theo chuyên gia, cần thêm nghiên cứu mới có thể khẳng định được thời gian tồn lưu miễn dịch của mũi 3 vaccine COVID-19 là bao lâu. Nhưng việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng hiệu quả miễn dịch. Liên quan đến việc tiêm trộn mũi 3 vaccine COVID-19 là mũi bổ sung và mũi tăng cường, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mũi nhắc lại có thể sử dụng cùng loại vaccine với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA Pfizer-Moderna nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Đối với những người đã tiêm vaccine, Verostel có thể tiêm nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine virus vector, vaccine AstraZeneca. Cũng theo bà Dương Thị Hồng, tiêm mũi nhắc lại bổ sung đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Tuy nhiên, các quốc gia đều mới triển khai mũi tiêm này Do đó, cần phải có thời gian nghiên cứu trong tương lai thì mới có thể khẳng định thời gian tồn lưu miễn dịch bảo vệ người được tiêm chủng phòng COVID-19 trong bao lâu. Tuy nhiên, việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch, giúp gia tăng hiệu quả miễn dịch. Các nhà sản xuất trên thế giới cho biết hiện nay thì vaccine COVID-19 đang sử dụng có thời hạn hiệu lực kháng thể bảo vệ sau tiêm chỉ 6 đến 8 tháng. Hết thời hạn này thì sẽ phải tiêm nhắc lại. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đang bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Vậy kế hoạch cụ thể sẽ được triển khai như thế nào? Ai sẽ nằm trong nhóm đầu tiên được tiêm mũi 3? Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 10 tháng 12, ngành y tế thành phố tổ chức chiến dịch tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Giai đoạn đầu vaccine sẽ được ưu tiên tiêm cho nhóm nguy cơ và tiêm nhắc cho những người đã tiêm mũi 2 sau 6 tháng. Theo ông Tâm, mỗi ba vaccine ngừa COVID-19 bao gồm cả liều bổ sung và nhắc lại. Trong đó, liều bổ sung là liều vaccine tiếp theo được khuyến cáo cho những người bị suy giảm miễn dịch vừa hoặc nặng sau khi tiêm hai liều cơ bản, khoảng cách ít nhất 28 ngày kể từ ngày tiêm mũi thứ hai. Liều bổ sung sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch người cấy ghép tạng ung thư HIV đang hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong 6 tháng, đã tiêm đủ muối cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Người từ 50 tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước, liều nhắc lại là liều vaccine tiếp theo được sử dụng để tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ của hai liều cơ bản mà có thể đã giảm dần theo thời gian, khoảng cách ít nhất 6 tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ hai hoặc mũi bổ sung. Liều nhắc lại được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng. Nhóm được ưu tiên là người bệnh nền cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tính đến ngày 9 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được gần 14,8 triệu mũi vaccine cơ bản hoàn thành chích ngừa 2 mũi cho nhóm đối tượng có chỉ định tiêm chủng từ 12 tuổi trở lên. Theo lộ trình, đến hết tháng 12, thành phố sẽ hoàn tất việc tiêm chủng cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày, tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng. Dự kiến trong năm 2022, thành phố sẽ tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng, theo thứ tự ưu tiên và tiếp tục tiêm cho người suy giảm miễn dịch đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Tiêm nhắc cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm 2022. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thì những trường hợp trước đó tiêm cùng một loại vaccine thì tiêm mũi bổ sung cứ nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA. Những người đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Trường hợp tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine vector virus AstraZeneca. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn cùng với những người thân yêu sẽ có thật nhiều sức khỏe và lựa chọn cho mình một chế độ dinh dưỡng và tập luyện cũng như một lối sống lành mạnh xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau